Đối với anh thì anh quan trọng hơn cái mức độ proficiency của bạn đối với lại công cụ, hay là anh quan trọng hơn về khả năng mà bạn có thể tư duy để giải quyết một cái vấn đề? Đối với lại kinh nghiệm mà anh đã tuyển dụng và rất nhiều bạn đó, thì anh cảm thấy là tố chất kiểu như thế nào sẽ phù hợp với cái ngành này, và cái tố chất như thế nào là cái tố chất mà anh tìm kiếm? Anh nghĩ đầu tiên á, là câu chuyện tự học giống như anh nói mới nãy, thì về mặt công nghệ á, thì nó thay đổi khá là nhanh. Nó sẽ không có những cái đợt sóng lớn thường xuyên, nhưng nó sẽ có rất là nhiều cái đợt sóng nhỏ. Và làm sao để các bạn có khả năng tự học để các bạn đối phó được những cái đợt sóng nhỏ như vậy. Chưa kể là trong thực tế thì có rất nhiều cái vấn đề mà các bạn phải chỉ có thể vượt qua được các bạn học và bạn thích ứng. Cái thứ hai là câu chuyện cái cách suy nghĩ của bạn về một vấn đề. Cái mà anh hay gặp là các bạn khi mà gặp một cái vấn đề, các bạn cầm nguyên một cái vấn đề đó, bạn tìm cách giải quyết, và nếu các bạn giải quyết không được thì các bạn cảm thấy bối rối và các bạn cảm thấy stress. Thì tôi nghĩ là nó có một cái phim đó, là cái bạn kỹ thuật các bạn bị bỏ lại trên sao Hỏa, bạn làm sao để sống cho tới lúc mà cái team người ta quay lại và giải cứu. Thì nó nhắc đi nhắc lại một cái câu chuyện đó, là nếu mà các bạn gặp một vấn đề lớn, cách suy nghĩ về mặt kỹ thuật đó là bạn rất nó ra thì nhiều vấn đề nhỏ hơn và bạn giải quyết những vấn đề đó. Cho nên là khi mà các bạn gặp một cái sự cố lớn, một cái vấn đề lớn, thậm chí ngoài xã hội, cách mà các bạn có thể giải quyết được cái nó là các bạn chia một cái vấn đề lớn ra thành nhiều vấn đề nhỏ hơn, và các bạn tập trung giải quyết những vấn đề nhỏ đó. Đừng bao giờ ôm một cái vấn đề lớn mà các bạn cảm thấy là bối rối rồi không giải quyết, tại vì nó quá lớn rồi. Mình nghĩ đó là một cái kỹ năng nghe rất là đơn giản nhưng mà không phải ai cũng hay làm được. Thì anh sẽ tìm kiếm những cái bạn mà có khả năng đối phó với những cái vấn đề, cái bài toán lớn. À, vừa rồi anh chia sẻ là anh khá là tìm kiếm ở một bạn cái khả năng mà bạn tư duy trên một cái bài toán, một cái vấn đề nào đó. Hiện tại em thấy xung quanh sẽ có rất là nhiều gợi ý là nếu mà bạn muốn học, muốn làm, muốn break into ngành data analytics chẳng hạn, thì bạn nên học cái skill này, cái công cụ kia. Nhưng mà nãy giờ thì em chưa nghe anh nói tới lại những cái công cụ đó. Đối với anh thì anh quan trọng hơn cái mức độ proficiency của bạn đối với lại công cụ, hay là anh quan trọng hơn về khả năng mà bạn có thể tư duy để giải quyết một cái vấn đề? Thật ra em hỏi khá là hay á, có nghĩa là ví dụ như anh đưa ra một cái bài toán trong một cái buổi phỏng vấn nhà hàng, anh đưa ra một cái bài toán và bạn ấy chỉ suy tư duy xung quanh cái bài toán đó, thì đó là và các bạn đưa ra cái kết quả tốt, các bạn suy nghĩ về cái cách bạn tư duy tốt thì đó là điểm cộng. Nhưng mà nếu mà bạn đã có làm cái dự án tương tự một cái dự án liên quan tới data, thì anh khá chắc là bên cạnh cái việc bạn tư duy tốt còn suy nghĩ tốt, các bạn cũng đã sử dụng những cái công cụ để mà phân tích rồi. Tại vì ví dụ như bạn ấy nói là ok em đã làm với lại cái dữ liệu của Google chẳng hạn về e-com, nó lên đến mấy gigabyte, thì anh khá là chắc là ok, tại vì nó cũng không có thể nào bạn sử dụng cái máy local, hoặc là nếu mà dùng máy local thì bạn cũng phải có cách để mà các bạn approach với lại cái nhóm dữ liệu đó. Thì có nghĩa là về mặt công cụ, về mặt tool, về mặt ngôn ngữ thì anh khá là tự tin là ok bạn có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu công việc của mình. Nhưng mà back lại cái câu hỏi của em là ok vậy thì cái nào quan trọng hơn, thì anh vẫn nghĩ là tư duy nó quan trọng hơn, còn cái công cụ theo anh thì nó không quá khó. Vậy là công cụ thì đâu đó mình có thể học được, còn tư duy thì nhiều khi nó khó hơn để train. Anh nghĩ vậy. Anh cũng có gặp nhiều bạn về mặt công cụ thì các bạn rất là tốt, thật sự là cái cách bạn suy nghĩ thì nó đang có nhiều vấn đề, hoặc là nó không có hiệu quả theo ý anh, hoặc là có thể là do anh chẳng hạn. Nhiều khi mình nghĩ cái việc tư duy nó đơn giản, nhưng mà làm sao để huấn luyện những người khác tư duy được như vậy thì đôi khi anh lại cảm thấy là mình chưa có làm được tốt như vậy đó. Thành ra anh sẽ prefer là ok mình sẽ tìm cái bạn mà có khả năng tư duy tốt ngay từ đầu.